Ai là người có năng lượng cao, người đấy sẽ giành chiến thắng. Trong một cái cuộc đàm phán kinh doanh, người nào có năng lượng cao, người đấy cũng sẽ giành chiến thắng. Mọi người có đồng ý với Tú rằng là khi mình ra ngoài chợ, mình mặc cả đồ với cả những bà ngoài chợ thôi, ngày nào mình có năng lượng cao, kiểu gì mình cũng đàm phán được xuống giá. Nhưng mà mình năng lượng thấp hơn thì người ta đè mình phát chết luôn, được chưa ạ? Là mình ú ớ cái là chuyển tiền luôn, là mình trả tiền luôn. Cúc có nhắc đến một cái từ khóa mà tôi nghĩ rằng hầu như tất cả mọi người đều gặp phải, đó là cái nhiệt huyết của mình trong công việc. Có những thời điểm mình rất là nhiệt huyết cho công việc, nhưng mà mình sẽ lại không giữ được cái nhiệt huyết đó một trong một thời gian dài, hoặc là duy trì nó trong một thời gian dài, đúng chưa ạ? Có những lúc thì mình cảm thấy rất là mạnh mẽ trong công việc, nhưng có những lúc mình cạn sạch năng lượng đến mình không không thiết tha gì công việc. Nói chung là những cái lúc cạn sạch năng lượng thì ngay cả ăn cũng chẳng muốn ăn, ngủ cũng chẳng muốn ngủ luôn, đúng chưa ạ? Chỉ muốn làm sao ạ? Chỉ muốn yên tĩnh. Ví dụ vậy. Vậy thì cái điều mà làm thế nào để chúng ta có được một cái năng lượng tuyệt vời, làm thế nào để chúng ta có được cái sự nhiệt huyết để chúng ta có thể duy trì được cái việc hành động công việc trong một thời gian dài, thì nó đến từ một cái từ khóa, đó là năng lượng. Nó đến từ năng lượng. Ở đây bao nhiêu số anh chị em đã từng nghe đến từ năng lượng rồi thì giơ tay lên và nói tôi, đúng không ạ? Ok, mọi người đều nghe thấy đúng không ạ? Anh em, chị em trong Zoom đã nghe đến cái khái niệm năng lượng chưa ạ? Nếu đã từng nghe đến khái niệm năng lượng rồi thì comment số 5. Còn chưa nghe đến thì comment số 6 ạ. Làm sao để Tú có được cái thể lực, hoặc làm sao để Tú có thể nhiệt huyết để Tú có thể chia sẻ với anh chị em từ sáng đến đêm được? Trong những khóa học trước đây thì có những cái khóa học mà Tú chia sẻ từ 8 giờ sáng đến tận 2 giờ sáng hôm sau, và tốc độ nói và cái giọng nói to hơn như thế này rất nhiều. Tốc độ nói nhanh, to hơn và không có thời gian nghỉ luôn. Tức là gì ạ? Không có thời gian để nghỉ để đi đái. Được chưa ạ? Được, thảo luận hết, mà tôi chia sẻ liên thanh luôn. Mà mọi người vẫn rất là mong, mà mọi người cũng năng lượng rất là cao, mọi người cũng rất là mong muốn học, mà đến lúc tận 2 giờ sáng rồi vẫn còn hơn một nửa lớp, mọi người vẫn muốn học tiếp. Được chưa ạ? Thì đến nói đến từ cái việc, đến cái từ năng lượng. Kể cả là chúng ta mà muốn chơi với trẻ con tốt thì chúng ta cũng phải có năng lượng cao thì nó mới vui. Đi chơi với bạn bè chúng ta phải có năng lượng cao thì cái cuộc đi chơi nó mới vui. Hoặc là hoạt động thể dục thể thao, đá bóng, cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn. Ai là người có năng lượng cao, người đấy sẽ giành chiến thắng. Trong một cái cuộc đàm phán kinh doanh, người nào có năng lượng cao, người đấy cũng sẽ giành chiến thắng. Mọi người có đồng ý với Tú rằng là khi mình ra ngoài chợ, mình mặc cả đồ với cả những bà ngoài chợ thôi, ngày nào mình có năng lượng cao, kiểu gì mình cũng đàm phán được xuống giá. Nhưng mà mình năng lượng thấp hơn thì người ta đè mình phát chết luôn, được chưa ạ? Là mình ú ớ cái là chuyển tiền luôn, là mình trả tiền luôn. Nên là luôn luôn phải cho mình ở trong trạng thái năng lượng cao nhất để giúp mình có được cái sự tỉnh táo, giúp mình có thể ra quyết định nhanh hơn và giúp mình có thể học tập được tốt hơn. Ngay cả cái việc học, ai có năng lượng cao hơn thì cái việc tiếp thu bài tập cũng sẽ dễ dàng hơn. Đấy cũng chính là lý do tại sao mà chúng ta lại có thể nhìn thấy được ở những cái khóa học mà có rất nhiều người cứ nhảy nhót, được chưa? Rất nhiều người nhảy nhót như vậy là bởi vì là người ta đang muốn là có năng lượng cao. Khi có năng lượng cao, trong cái trong chúng ta chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là phần ý thức, phần thứ hai là phần hồi hải mã, và phần thứ ba là phần tiềm thức. Nếu như là năng lượng thấp, cái biểu hiện ở đây có thể là buồn ngủ, mệt mỏi, thì cái kiến thức chúng ta học được nó chỉ đến phần ý thức, sau đó đến phần hồi hải mã chúng sẽ bật lại, nó không vào được tiềm thức. Và những kiến thức mà phải vào được tiềm thức thì nó mới có thể nhớ lâu hơn, mới có thể hiểu hơn, được chưa ạ? Còn khi chúng ta ở trong trạng thái năng lượng cao thì phần hồi hải mã nó sẽ mở rộng ra để cho kiến thức nó đi thẳng vào phần tiềm thức. Kiến thức đi thẳng vào phần tiềm thức và chúng ta sẽ nhận được bài học tốt hơn, được chưa ạ? Vậy thì làm thế nào để chúng ta được có được năng lượng cao thì nó sẽ phụ thuộc vào 3 yếu tố sau đây. Yếu tố thứ nhất đó là trạng thái cơ thể. Ở đây ai đang chơi những bộ môn thể thao, một bộ môn thể thao bất kỳ thường xuyên có thể giơ tay lên được không ạ? Còn anh chị em nào chơi một bộ môn thể thao bất kỳ thường xuyên, mọi người có thể để lại trong ô chat ạ. Có chơi thể thao thường xuyên không ạ? À, có mỗi Cường đúng không ạ? Thu chơi thể thao thường xuyên không? Anh Toàn chơi thể thao thường xuyên không? Ừ, nhưng mà bây giờ không đúng không? Mọi người thử thay đổi trạng thái cơ thể, mọi người thử vươn rộng cánh tay này ra, được chưa? Vươn rộng ra đi ạ. Đó. Thì thấy cái năng lượng nó cũng khác đúng không ạ? Mình thay đổi trạng thái cơ thể thì mình sẽ tạo ra năng lượng.
có ba thứ. Thứ đầu tiên đó là chúng ta thay đổi trạng thái cơ thể để tạo ra năng lượng. Thì khi mà chúng ta đang cảm thấy năng lượng mình bị mất năng lượng ấy, tức là mình cảm thấy nó không ở trong trạng thái hưng phấn, tức là ở trong trạng thái mà buồn hoặc là mệt mỏi, thì chúng ta nên chơi một môn thể thao nào đó. Ví dụ như Tú thì trước đây Tú hay đá bóng. Tú thường xuyên chơi thì là hay chơi đá bóng. Xong sau này Tú nhận thấy rằng là đá bóng không giúp mình có thể là hàng ngày đi chơi được. Nên là Tú chuyển sang bộ môn chạy bộ, thì ngày nào cũng chạy bộ được. Một mình cũng chạy bộ được, mà nhiều mình cũng chạy bộ được. Hoặc là tập fitness, tập gym, được chưa? Thì mình có thể chủ động được trong cái việc là mình liên tục thay đổi trạng thái cơ thể. Nên là cái việc mình tập luyện thể dục thể thao, ngoài cái việc là chúng ta có thể gia tăng sức khỏe ra, thì chúng ta có một cái nguồn năng lượng dồi dào cho cả ngày, được chưa? Đấy là cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Anh chị em có thể hoàn toàn có thể là sao ạ? Đứng dậy lắc người thôi, đấy cũng là một cái hành động để có thể thay đổi trạng thái cơ thể, để giúp cho mình có năng lượng cao hơn, được chưa? Bất kỳ những cái hoạt động nào mà thay đổi mà có thể thay đổi trạng thái cơ thể, thì cũng sẽ giúp cho chúng ta có thêm năng lượng. Phụ nữ như chị em, con gái thì có thể học yoga, được chưa? Cũng là rất là hay, học nhảy rất là hay. Mọi người nên có một bộ môn thể thao cho mình, để mình được tiếp xúc với những người khác, để mình có được một cái môi trường khác, để mình thay đổi trạng thái cơ thể, để mình khỏe mạnh hơn, xinh đẹp hơn, và từ đó hạnh phúc hơn, được chưa? Thì đấy là về trạng thái cơ thể. Bao nhiêu số anh chị em đồng ý với Tú rằng sẽ về chạy bộ hoặc là tìm ra một môn thể thao để mình có thể hoạt động thường xuyên, có thể comment là tôi, hoặc là giơ tay lên và nói tôi, đúng không? Đấy, giơ tay lên và nói tôi cũng là một cái hành động để có thể thay đổi trạng thái cơ thể. Cái số 2 mà chúng ta cần phải làm để chúng ta có được năng lượng cao. Suy nghĩ đến điều tích cực, đúng không ạ? Suy nghĩ tích cực. Yếu tố thứ hai để giúp chúng ta có năng lượng cao, đó là chúng ta luôn suy nghĩ tích cực, tư duy tích cực. Tức là gì ạ? Trong gì ạ? Mọi trường hợp đều luôn luôn có những điều tích cực và những điều tiêu cực, nó luôn song song với nhau. Và chúng ta luôn nghĩ đến những điều tích cực hay tiêu cực ạ? Chúng ta phải nghĩ đến những điều tích cực, luôn luôn tìm ra cái gì ạ? Luôn luôn lạc quan, đúng chưa? Luôn luôn lạc quan với cuộc sống. Bất kỳ một cái sự việc nào xảy ra đều có cái hướng tích cực và đều hướng tiêu cực. Chúng ta tập trung vào điều gì thì điều đấy xảy ra. Nếu chúng ta tập trung vào những cái thứ tích cực, rằng là mình còn rất là may mắn, thì lúc đấy mình sẽ tự nhiên thấy vui vẻ hơn, mình không còn bị u sầu nữa, và mình nhanh chóng chuyển sang trạng thái năng lượng, được chưa? Cái này rất là quan trọng. Ok, cái thứ ba, cái yếu tố thứ ba, câu chuyện chúng ta kể, sử dụng câu chuyện, hay là còn gọi là ngôn từ hoặc là câu chuyện tích cực hoặc ngôn từ tích cực. Chị em có đồng ý với Tú rằng là khi chúng ta nói chuyện với một ai đó mà họ thường xuyên kêu ca phàn nàn, thường xuyên đau khổ, thường xuyên ủ rột, thì tự nhiên mình cũng bị lây cái cảm xúc đấy, đúng không ạ? Do đó là tất cả những cái câu chuyện mình kể luôn luôn là gì ạ? Cái điều gì tâm đắc nhất, cái điều gì hay nhất, cái gì tốt nhất, kể những cái thứ mà mang lại những cái cảm xúc mà khiến mình vui, kể những cái thứ mà người khác vui, chỉ đơn giản như vậy thôi. Khi mình nói ra, mình kể một câu chuyện nào đó, tập trung vào những cái câu chuyện mà mang lại cảm xúc tích cực cho người khác, được chưa ạ? Và mình cũng sẽ hướng cái việc là mình hướng đến những cái con người mà có những câu chuyện tích cực, có những cái câu chuyện hay để mình nghe. Họ chia sẻ cho mình những câu chuyện về sự thành công trong kinh doanh, nó sẽ tạo cho mình cái động lực để mình kinh doanh, được chưa? Họ chia sẻ cho mình những cái câu chuyện về cái sự hạnh phúc gia đình, thì nó sẽ tạo cho mình động lực để mình tạo ra được một cái cuộc sống hạnh phúc gia đình. Họ kể cho mình những cái câu chuyện để giúp cho họ có một cái sức khỏe mạnh mẽ, đẹp hơn, dồi dào hơn, rồi mạnh mẽ hơn, thì mình cũng sẽ có xu hướng là mình mong muốn có một cái sức khỏe tốt hơn. Đó, thì luôn luôn tập trung vào những cái câu chuyện mình kể, ngôn từ mình kể. Một cái câu chuyện nó có thể là hay, nó có thể tích cực, và nó cũng có thể là một câu chuyện tiêu cực. Cái cách mình kể nó ra ngoài sẽ giúp cho mình có được năng lượng tốt hơn, được chưa? Nên là luôn luôn tập trung vào những cái câu chuyện hay, câu chuyện tích cực để tạo ra năng lượng cao. Thì đây là ba yếu tố hay còn gọi là ngôn từ, sử dụng những ngôn từ tích cực. Thay vì cái việc là tôi không muốn bị ốm, thì chúng ta sẽ sử dụng ngôn từ là tôi muốn mình mạnh mẽ hơn, được chưa? Hoặc là tôi không muốn bị bệnh, thì tôi mong muốn rằng là tôi muốn mình tuyệt vời hơn. Mình sử dụng những cái ngôn từ để giúp cho mình hướng đến những cái điều tích cực. Thay vì cái việc là phàn nàn rằng sao anh không về ăn cơm với em, thì hãy nói rằng là gì, em muốn mình có một mình em muốn ăn cơm cùng anh. Hoặc là thay vì cái việc là trách móc chồng về cái việc là không chịu chơi với con, thì mình chỉ đơn giản là mình hướng đến cái việc là em muốn
tức là luôn luôn nói cái thứ mình muốn ra chứ không nên nói những cái thứ mình không muốn. Nhưng mà mọi người hay gặp phải cái vấn đề đó là luôn nói đến những cái thứ mình không muốn, dẫn đến là những cái thứ mình không muốn cứ đến với mình. Phải nói đến những thứ mình muốn thì nó mới lại đến với mình.